khi người nhà sanh con trong thế gian đây là việc vui mừng có con nối giỏi người trung quốc rất coi trọng việc tiếp nối dòng họ cho nên không thể không vui mừng vui mừng thì nên làm việc tốt phải biết làm việc thiện mới có thể tăng thêm lợi ích cho gia đình chị thần thổ địa cai quản dùng ấy thần thổ địa giống như là xã trưởng trưởng làng ở trung quốc thời xưa các bảo trưởng ấp trưởng cai quản một làng một dùng như vậy những quỷ thần này thấy bạn làm lành trong nhà bạn lại có thêm một đứa con thì họ ủng hộ tử mẫu đắc đại an lạc mẹ con bình yên Quyến thuộc của bạn Được lợi ích quỷ thần che chở Và được gia bị Nếu không biết ý Của thiên địa quỷ thần thì sẽ tạo tội nghiệp hoặc dĩ sanh hạ thận vật sát hại thủ chư tiên vị cúc cập sản mẫu cập quản tụ quyến thuộc ẩm tửu thực nhục ca nhạc huyền quảng năng lịnh tử mẫu bất đắc an lạc người trong thế gian chẳng biết sự lợi hại này khi sanh con bèn làm tiệc ăn mừng ăn mừng bèn sát sanh chắc chắn là có việc này chưa gì nghĩ thử xem sát sanh kết quán thù với những chúng sanh ấy bạn tạo những tội nghiệp như vậy Món nợ sát sanh này Sẽ trút lên đầu hai mẹ con người ấy Tại sao vậy? Vì nếu không sanh con Thì họ sẽ không sát sanh ăn mừng Khi sanh con bèn sát hại những con vật ấy để ăn mừng Người thế gian Sát sanh lúc sanh con Lúc chết đi cũng sát sanh Mỗi năm ăn mừng tuổi thọ cũng sát sanh Như vậy thì làm sao được Tội nghiệp ấy nặng biết bao Không những không nên sát sanh Những lời nói trong kinh mấy ai hiểu được có mấy ai chịu làm theo thủ chư tiên vị cung cấp sản mẫu sau khi sanh con thì phần đông người ta phải tẩm bổ phương pháp tẩm bổ rất nhiều không lẽ phải sát sanh thì mới được sao không lẽ phải ăn thịt mới được sao đạo lý này chỉ có người thật sự học phật và người hiểu rõ những chân tướng sự thật này mới chọn ăn chay cho người mẹ vừa mới sanh được ăn chay thì người đó tuyệt đối khỏe mạnh thứ nhất là tâm họ được yên ổn thứ gì là được phật bồ tát thiên địa quỷ thần ủng hộ họ làm sao không yên ổn chúng tôi thường tiếp xúc với một số bạn đồng tu trong số người này có người nói đến thai lý tố ăn chay lúc mang thai ở đài loan tôi biết có vài vị đồng tu từng trải qua việc này lúc người mẹ mang thai mà ăn thịt thì ói mửa nên phải ăn chay đứa con sanh ra liền ăn chay mãi đến khi mấy chục tuổi cũng ăn chay thân thể rất khỏe mạnh chẳng phải là không ăn thịt thì không được không ăn thịt thì thân thể không khỏe mạnh lẽ nào là như vậy Sát sanh tạo nghiệp Tựa đề của đoạn này gọi là Nên bảo thẳng thừng với mọi người đừng sát sanh Nhất quyết không thể sát sanh Quảng tụ quyến thuộc Đây là lúc bạn bè thân quyến đến nhà chúc mừng Chẳng tránh khỏi uống rượu ăn thịt gia đình giàu có thì còn ca nhạc huyền quảng hiện nay gọi là mở hội khiêu vũ những nhà giàu có trưởng giả ở trung quốc trong dịp này còn có hát tuồng mời đoàn hát lại hát kịch để ăn mừng Cách làm này Năng lịnh tử mẫu bất đắc an lạc Tại sao vậy? Quý vị vui mừng Quỷ thần ở kế bên nhìn thấy rất bực tức Sẽ chẳng che chở Sẽ không gia bị cho quý vị Sát hại những chúng sanh này thì tương lai sẽ bị họ đến đòi mạng nếu quý vị thật sự hiểu rõ đạo lý nhân quả báo ứng đúng như câu ăn thịt nó nửa cân tương lai phải trả nó tám lượng một tí tiền nghi gì cũng chẳng chiếm được chúng ta hiểu được đạo lý hiểu rõ chân tướng sự thật này thì nhất định sẽ chẳng dám ăn thịt chúng sanh làm hại chúng sanh biết rằng làm hại chúng sanh là làm hại chính mình gây phiền phức cho chúng sanh tức là gây họa cho mình Như vậy là trái nghịch với lòng tốt Của quỷ dương và thần thổ địa Chúng ta xem đoạn kế tiếp Hà dị cố Thì sản năng, Thời hữu vô số ác quỷ Cập giống lường tinh mị Dục thực tinh huyết đây là việc phàm phu mắt thịt chúng ta chẳng nhìn thấy được đích thực có những ác quỷ như vậy số lượng rất nhiều giống lượng tinh mị họ làm gì đây là những thứ chúng ta gọi là yêu quỷ họ thích ăn những vật này hiện nay y học phát triển mức độ nguy hiểm khi sanh sản thấp hơn lúc trước chúng ta thử hỏi những trạng huống kể trên còn hay không vẫn còn nếu bạn muốn hiểu trạng huống của quỷ thần thì trong bệnh viện có rất nhiều ở bệnh viện là nhiều nhất tôi có vài người bạn đều học ngành y khoa lúc chúng tôi gặp nhau họ thường kể những chuyện ma quỷ này cho chúng tôi nghe bác sĩ y tá người làm việc trong bệnh viện họ đều tin tưởng chính mắt họ nhìn thấy chính tay họ nghe được đặc biệt là ở trong bệnh viện lớn bệnh viện xưa càng có nhiều quỷ chẳng khác gì với những lời nói trong kinh cho nên lúc người còn sống lúc người chết thì những quỷ thần này nhiều vô cùng trong số các ác quỷ Có thể nói phần lớn Đều là quán thân trái chủ Nói thật ra Nếu họ chẳng có liên quan gì với bạn Ngay cả một chút cũng chẳng thể dính liếu Phàm những ai có thể đến gần Thì họ nhất định có quan hệ với bạn trong đời trước nhưng những ác quỷ này cũng có người cai quản là những quỷ dương này cai quản họ Đối với phần đông chúng ta mà nói, thổ địa được kể như vị thần hộ pháp là đến bảo vệ cho chúng ta. Hộ vệ dạ địa phương ấy. Thì ngã tạo lệnh xá trạch thổ địa linh kỳ. Hà hộ tử mẫu Sử Lệnh An Lạc nhi đắc lợi ích. Quỷ Dương đã sớm ra lệnh cho những thần thổ địa. Linh Kỳ cũng là những tiểu quỷ dưới quyền cai quản của ông. Bảo hộ mẹ con được bình yên. Như thị chi nhân, kiến an lạc cố, cánh hiệp thiết phước, đáp chư thổ địa. lúc sanh sản mẹ con được bình yên phải nên tạ ơn quỷ thần bảo hộ làm thế nào để tạ ơn tu thiện làm việc thiện mới là tạ ơn phiên di sát hại tập tù quyến thuộc như vậy là sai như vậy là chẳng phải tạ ơn quỷ thần Thanh Liên Pháp Sư trong chú giải Có trích dẫn một câu chuyện Là chuyện Triều Minh năm dạng lịch Chuyện này rất đáng để cho chúng ta tham khảo. Nói rõ sự hưởng dùng của quỷ thần khác với chúng ta. Câu chuyện của ngài ở trang 123. Chữ nhỏ hàng thứ hai đếm ngược lại Nói rõ, không thể dùng rượu thịt để cúng dường quỷ thần. Thời xưa cúng tế quỷ thần, tuy nói là dùng rượu, nhưng thật ra là nước. Trong cổ lễ được gọi là huyền tử đó là nước dùng nước để cúng tế thiên địa quỷ thần dùng đồ chay mới đúng chúng ta phải hiểu nhưng người thế gian chúng ta chẳng biết đạo lý này cứ cho rằng nếu không sát sanh để cúng tế thì hình như đại bất kính cứ nghĩ nhất định phải sát sanh để cúng tế chẳng biết sát sanh để cúng tế là tạo tội nghiệp rất lớn chắc chắn sẽ không được thiên địa quỷ thần che chở và gia bị. Ngạ ngữ thường nói, ông trời có đức hiếu sanh. Đã là háo sanh, thì làm sao bạn có thể sát sanh để cúng tế họ? Lẽ nào như vậy được? Kết luận sau đây nói với chúng ta Giá thị chi cố phạm ương tự thọ Tử mẫu cụ tổn Vì trong tiệc vui bạn tạo những tội nghiệp này Chẳng được quỷ thần bảo hộ mà ngược lại còn dẫn nhiều ác ma ác quỷ yêu tinh quỷ quái đến họ đến đó để làm loạn làm cho hai mẹ con đều không được yên ổn nếu chúng ta quan sát kỹ những việc này tâm tình của người mẹ không yên sau đó bạn coi đứa con quan sát kỹ thì thấy đứa bé thường bị sợ hãi kinh sợ chỉ cần bạn lắng lòng quan sát bạn sẽ thấy hình như nó rất run sợ rất sợ hãi tuy nó không biết nói không biết biểu lộ tình cảm bạn chỉ cần quan sát kỹ thì sẽ biết ngay